Nếu mà không được á thì cũng không sao hết á. Anh sẽ cố gắng dành dụm đủ tiền. Khi nào đủ rồi á, anh sẽ kêu chủ mới sang nhượng lại cho mình. Em đừng lo nữa nha. Mọi chuyện để anh giải quyết. Thôi ăn đi. Nhất định, nhất định mình phải có cách. Nhất định phải chuộc lại được ngôi nhà. Sao mà lần này con xin nhiều tiền quá vậy? Thì học hành càng lên cao càng tốn kém chứ nội. Đò không biết đâu, ở trên Sài Gòn thứ gì cũng đắt đỏ. Con phải chi tiêu tiết kiệm lắm đó. Nội biết. Nội đâu có tiếc cái gì với con đâu. Con thấy tài sản nè, điền đất trước sau gì cũng của con. Nội chết nội đâu có mang theo gì được đâu con. Nội chỉ sợ là con chơi với bạn bè rồi con đùm túng, rồi con ta nói con hợp hội với nhau, rồi sau này con quan đàn. Nội chỉ sợ vậy thôi. Nội, con học hành bù đầu, thời gian đâu mà tụ tập đàn đúng. Nội lo chi cho mệt. Nội chỉ nhắc hờ hờ vậy thôi. Nhưng mà nói nghe nè, không có được nhịn đói bỏ bữa, không có được bỏ ăn bỏ uống nghe chưa. Đây nè, con thèm cái gì, con thích cái gì cứ mua ăn cho thỏa thích ngang. Phải ăn mới có sức để mà học chứ. Mà nội nói rồi đó nghe, không có được nhịn đói bỏ bữa, lần sau về mà ốm là nội quánh đòn đó nghe. Dạ con cảm ơn nội. Trời, nội cho có nhiêu đây mà nội dặn là ăn uống thỏa thích. Thì cho nhiêu đó xài hết rồi về xin nữa. Chứ bây giờ cho con nhiều tiền rồi tới bây ở lúc ở trên đó nội nhớ con nội làm sao. Nội thiệt tình nè. Thôi ngủ sớm nha, ngủ sớm rồi mai còn đi nữa con. Dạ con đưa nội vô buồng nha. Chí Minh, chút vào phòng tôi cho vài cái áo nha. Dạ. Anh hai có cần tôi giúp gì không? Không, có cần gì đâu mà giúp. Cầm lấy. Nữa. Cho chú. Nhiều rồi anh hai ơi, tôi không cần nhiều gì đâu. Chú cũng phải tập ăn diện dần để mà còn đi cô gái với người ta chứ. Suốt ngày cứ ruộng vườn rồi lại quanh quẩn trong nhà. Chừng nào nội mới được bồng cháu cố đây. Nhưng mà nội đang muốn anh cưới vợ mà. Thôi, anh thì còn lâu lắm, vội gì. Lan Chi mà nhìn thấy cái này lại nghi ngờ mình quen ai khác. Mệt lắm. Cái khăn này còn mới, đẹp nữa. Anh bỏ uổng vậy. Nó không hợp với anh lắm. Chú thích thì giữ mà xài. Hình như cái khăn này là Hương Thảo làm. Hương Thảo tặng cho anh. Con nhỏ khéo tay ghê chứ. Anh đã không thích nhận chi vậy? Chú không có ga lăng gì hết. Người ta tặng mà mình không nhận là bất lịch sự đó, biết chưa? Ngày mai anh đi rồi, mọi việc ở nhà trông cậy hết vào chú. Anh hai yên tâm đi, đó là bổn phận của tôi mà. Thôi anh hai nghỉ ngơi. Mấy bữa nay không gặp, không biết Lan Chi có nhớ mình không ta. Nội thiệt là muốn cô cháu giàu tới vậy hay sao? Anh đã năn nỉ họ hết lời rồi. Họ vì tình mình là chủ cũ của căn nhà nên cho mình thêm một tuần. Nếu đến lúc đó mà mình không đủ tiền thì họ sẽ bán cho người khác. Nhưng mà không sao đâu, em đừng lo. Nhà là do anh hai bán, anh hai sẽ nhất định chuộc lại được. Lần này không được thì lần sau chắc chắn sẽ được.
hết số nữ trang này thì vẫn còn thiếu nhiều lắm. Ngôi nhà này đã từng là của cô, nhưng kể từ hôm nay nó sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. Cô mau thu dọn đồ đi ra vừa. Ông bị điên hả? Đây là nhà của tôi, tại sao là thuộc quyền sở hữu của mấy người chứ? Thôi, đòi coi với con bé đó làm gì, đưa cho nó coi đi. Cô biết đọc chữ mà đúng không? Đọc đi. Giấy vay tiền, giấy thế chấp nhà, giấy tờ nhà, kể cả giấy sang nhượng nữa đều có chữ ký của anh cô và cả dấu vân tay. Cô còn thắc mắc gì nữa không? Đi đi, mau thu dọn đồ và đi khỏi nơi đây. Chú ơi, tôi xin mấy người, đây là nhà của tôi mà. Mấy người đuổi tôi đi, tôi biết đâu về đâu bây giờ chứ. Đi đâu là quyền của con. Tôi xin mấy người mà. Cô mà còn làm loạn ở đây á, tôi báo cảnh sát đến cầm đầu, lúc đó thì đừng có trách. Vô tụi bay. Cô gái, tôi thấy cô không được khỏe. Nhà cô đâu vậy mà ngồi đây? Tôi không có nhẹ. Tôi cũng không biết đi đâu về đâu nữa. Cô không có nhà cửa, không có người thân ở đây sao? Tội nghiệp dữ không? Thân đàn bà con gái mà lang thang ngoài đường không có đặng đâu. Thôi tôi tính như vậy nè, cô nghe có chịu không nha. Tôi có tính hay thương người, tôi thấy hoàn cảnh của cô như vậy lang thang thì tôi cũng không có nỡ. Cô về nhà tôi đi, phụ giúp gia đình tôi, lo cơm nước cho vợ chồng tôi. Nhà tôi thì chỉ có hai vợ chồng thôi, nên cái việc mà lau chùi nhà cửa rất là đơn giản. Cô cũng không phải lo chỗ ăn chỗ ở nữa. Sao, cô chịu không?
Anh hai đã từng sai, nhưng anh đã biết ăn năn hối hận. Con cũng không giận ảnh nữa. Ngôi nhà của ba mẹ để lại, con nhất định sẽ tìm cách chuộc về cho bằng được. Ngôi nhà đó có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ của gia đình chúng ta. Con nhất định sẽ có cách để chuộc lại cho bằng được. Ba mẹ đừng buồn nữa nha ba mẹ. Ủa, hôm nay anh hai có chuyện gì vui? Bộ hát hò dữ vậy hen. Ủa, anh bình thường mà, có gì đâu lạ đâu. Không, không có bình thường chút nào hết á. Cô ba nhà này cũng ngộ ghê ha. Anh hai vui cũng thắc mắc, không lẽ bố anh hai buồn hả? Đúng đó. Hôm nay anh hai phải buồn, mặt anh hai phải chảy xệ như vậy nè. Mệt em ghê á, anh hai vui cũng không cho. Không lẽ cứ muốn anh hai suốt ngày buồn hả? Chứ sao nữa, ai biểu anh hai làm cho bạn của em Út Mận buồn, Út Mận khóc làm chi. Mà anh hai vui tới như vậy là không có bình thường chút nào hết trơn à. Hay là anh hai quen người khác đúng không? Đúng rồi, anh hai quen người khác cho nên Út Mận mới buồn mới đau khổ như vậy. Còn anh hai thì vui vẻ tới như vậy. Không được rồi, em phải qua nhà Út Mận để an ủi Út Mận mới được. Ê, nè, đang nấu cơm nấu nước bỏ đi đâu vậy? Thì em đi qua nhà Út Mận để an ủi Út Mận. Anh làm cho bạn em đau khổ thì em phải qua an ủi Út Mận thôi. Em không thèm nấu cơm đâu, để cho anh hai nhịn đói chết luôn. Con nhỏ này hấp ta hấp tấp hả? Nè, anh hai làm lành Út Mận rồi đó, được không? Anh hai nói thiệt hả? Thiệt sao không? Mai mốt được bà đặt làm thầy bói đón già đón non lung tung như vậy nghe chưa? Vui quá à. Vậy là hai người làm lành rồi, tốt quá. Ê, cơm trào cơm. Ây da, có sao không? Nóng quá. Ra đây. Ây da, ngâm tay vô nước vậy cho đỡ nóng đi. Em á, lần sau không ẩu tả như vậy nghe chưa? Anh hai á, người ta đang đau tay mà còn la người ta nữa. Tại ai mà tay người ta mới phỏng chứ. Thôi được rồi, tại anh hai, lỗi anh hai, chịu chưa? Ngâm vô chút đi. Dạ, nội biểu con. Ừ, con chạy qua bên nhà Hương Thảo á, nói nó có rảnh qua đây nội có chuyện cần nhờ. Dạ, cần việc gì á nội biểu con làm luôn, nhờ Hương Thảo chi nội. Trời đất ơi, cái chuyện đàn bà con gái người ta với nhau biết gì làm. Dạ, vậy để con chạy qua bển liền. Ủa, anh Chí Bình. Anh Chí Bình, anh thấy bình hoa này đẹp không? Đẹp quá. Không ngờ những bông dại bên đường vào tay Hương Thảo là đẹp tới như vậy. Hồi nãy trên đường từ nhà Út Mận về, em thấy hoa cỏ bên đường đẹp quá cho nên bước về chơi, mà không ngờ cắm vô bình nữa, đẹp dễ sợ luôn á. Ủa, mà anh Chí Bình qua kiếm anh hai em hả? À, đâu có đâu, tôi kiếm Hương Thảo. Kiếm em có chuyện gì vậy? À, nội biểu tôi qua nói với Hương Thảo á, lúc nào rảnh qua bên nội một xíu. Nội có gì muốn nhờ? Có chuyện gì vậy ta? Thôi, để em chạy qua bên đó liền. Thôi, không có gì đâu, từ từ cũng được.
Em lo. Không có gì đâu mà lo. Chắc là nội ở nhà một mình buồn nên tìm lý do kêu Hương Thảo qua để chơi với nội thôi, chứ không có việc gì đâu. Em cũng tệ thiệt, sáng giờ em chưa qua thăm nội nữa. Sao Thảo lại trách bản thân mình chứ? Thảo như vậy á là tốt với bà cháu tôi lắm rồi. Nội suốt ngày ở nhà một mình, tôi thì vụng về, không biết nói gì làm gì để cho nội vui. Thảo rất hợp với nội nên nội lúc nào cũng muốn gần gũi với Thảo hết. Tôi nghĩ nếu Thảo một ngày có qua thăm nội 10 lần đi nữa thì nội cũng thấy nhớ hả? Cũng đúng. Phải chi á, anh hai chịu cưới vợ thì tốt biết mấy. Lúc đó nội sẽ có người bầu bạn, không làm phiền tới Thảo nữa. Không có phiền em chút nào hết trơn á. Tại vì mỗi lần em qua thăm nội em cũng cảm thấy vui mà. Anh Chí Bình, có khi nào anh nghe Chí Kiên kể chuyện ở trên Sài Gòn của ảnh không? Chuyện ở trên Sài Gòn á? Về học hành nè, bạn bè nè, rồi ăn ở trên đó nè. Có bao giờ anh kể cho anh nghe không? Tại em nghe người ta nói á, là con gái trên Sài Gòn đẹp lắm. Mà em không biết á, là anh Chí Kiên có cô bạn gái nào trên đó không nữa. Nè, anh Chí Bình đừng có hiểu lầm nghe. Không có gì đâu. Tại vì anh nói á, là bà nội phải cưới vợ cho anh Chí Kiên, cho nên em hỏi vậy thôi. Không có gì đâu nghe. Tôi tặng Hương Thảo à. Wow, cái này anh Chí Bình tự đan á hả? Anh khéo tay ghê luôn nha. Cái rổ này á, mẹ em đựng kim chỉ á, là hết ý luôn á. Em nghĩ cả cái xứ này không ai có cái rổ giống như em đâu. Em cảm ơn anh nha. Hương Thảo còn thích gì nữa không? Nói tôi làm cho Hương Thảo. Anh đừng có hỏi em câu đó nha. Em thích đủ thứ hết. Anh không có sức để làm tặng cho em đâu. Xin tặng cho em nữ hoàng của lòng anh. Anh tặng em chiếc nhẫn này. Anh tặng cho em chiếc nhẫn này, đổi lại em có thể tặng cho anh một nụ hôn nồng cháy được không? Bỏ quỷ ra! Thằng nhóc con này, mày dám đến tao hả? Mày tới số rồi. Tôi chống đến đứa nào mà dám đụng đất ăn chi? Chị Kiên, anh làm cái gì vậy? Em mau đi đi. Nhớ đó, tôi cấm ông không được đụng tới Lan Chi. Anh lấy cái quyền gì mà cấm cản người ta hả? Tao có đụng đến rồi mà làm được gì tao? Chị Kiên. Cây gối mà thêu hôm bữa mà con gửi cho thằng Chí Kiên đó, nó biết là của con. Trời ơi, nó khen nức nở á. Dạ, vậy nếu như anh Chí Kiên thích á, thì khi nào đám cưới của ảnh, con sẽ thêu tặng cho ảnh. Vậy là con phải thêu dần đi là vừa. Chứ không thôi, tới lúc đó rồi con không có thời gian để thêu thùa nữa đâu. Ủa? Sao vậy nội? Lúc đó con bận làm cô dâu chứ làm sao. Nội cứ ghẹo con hoài à. Anh Chí Kiên nghe được anh cười con chết. Cười gì mà cười, nó nghe nó mừng còn không kịp á chứ. Con là gái quê mùa xấu xí, làm sao sánh bằng với những cô gái trên Sài Gòn hả nội? Đó, quý là cái chỗ quê mùa đó đó. Thằng Chí Kiên nó là người học rộng biết nhiều. Nội tin là nó biết cân nhắc, biết lựa chọn. Lan Chi, em mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói.
Lan Chi. Anh đi đi, đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi không muốn gặp anh, đi đi mà. Lan Chi, anh xin lỗi mà. Mở cửa cho anh, anh có chuyện muốn nói với em. Mở cửa ra. Nhưng mà tôi không có muốn nghe, tôi không có muốn nghe mà anh đi đi. Em mà không mở cửa cho anh, anh đứng ngoài này tới sáng. Mở cửa cho anh. Thế thì cứ đứng, không có liên quan gì tới tôi hết á. Giỏi lắm, sức học trò chói gà không chặt mà còn bày đặt gây sự đánh đấm với người ta. Lỡ như lúc nãy mọi người không vô can kịp thì làm sao? Anh chết đó thì không có nói làm gì, mà kệ anh, ảnh hưởng đến chỗ làm việc của tôi nữa chứ. Tôi thiệt là không có muốn giao du với cái loại người nông cạn côn đồ nhăn một tí nào hết chứ Kiên à. Anh xin lỗi vì làm mọi chuyện ảnh hưởng tới em. Nhưng mà em cũng phải hiểu cho anh chứ Lan Chi. Anh thương em mà. Em thử nghĩ coi, làm gì có thằng con trai nào mà chịu để người mình yêu cùng với người đàn ông khác ôm hung nhau say đắm đâu chứ. Nhưng mà tôi đã nói với anh rồi, cái nghề của tôi á, buộc tôi phải làm như vậy. Tôi phải sống dựa vào họ. Tôi làm vui lòng người hâm mộ một tí xíu thì có mất mát cái gì đâu. Không được, anh không thích đâu. Vậy thì chia tay đi. Từ nay tôi với anh không còn liên hệ với nhau nữa hết á. Anh đừng có đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Lan Chi, em nói vậy là sao? Sao em lại muốn chia tay anh? Em có biết rằng là người đàn ông đó đã có vợ con đùm đề rồi không? Em nghĩ rằng người ta sẽ cưới em làm vợ thật sao? Sao tôi nói hoài mà anh không chịu hiểu vậy? Họ có vợ có con thì mặc kệ họ. Tôi đâu có bao giờ nghĩ tới chuyện lấy một trong số những người đàn ông đó làm chồng đâu. Vậy em hãy nghe lời anh, em đừng có đi hát nữa. Em ở nhà đi, anh nuôi được em mà. Anh nuôi em? Ờ. Tôi đâu phải con heo, đâu phải con chó mà ngồi ở nhà để anh cho ăn cơm một ngày mấy bữa. Tôi có đam mê, có cuộc đời của tôi anh à. Được, em cứ đi hát đi. Em cứ theo đuổi niềm đam mê của em đi. Nhưng anh xin em nói Lan Chi à, em đừng có tỏ ra thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh cảm thấy không thể nào chịu nổi khi em trò chuyện thân mật với họ. Rồi thậm chí là em còn muốn đụng chạm với họ nữa. Anh xin em đó, em đừng có làm như vậy được không Lan Chi? Anh xin em đó. Tôi không làm được, đặc biệt là lúc này. Tại sao? Những người đàn ông đó, họ sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Tôi không thể từ chối họ được. Người cần tiền, người cần niềm vui, trao đổi rất là sòng phẳng. Tôi cho họ một tí xíu niềm vui thì có mất mát cái gì đâu chứ. Còn anh nghĩ anh cho tôi như vậy là nhiều lắm sao? Lan Chi, nếu như em gặp khó khăn tại sao không nói với anh? Nói với anh thì được cái gì? Anh chỉ là một cậu học trò chưa làm ra tiền, có giúp ích gì được cho cuộc đời của tôi đâu mà nói. Phải, anh chỉ là một thằng học trò, một thằng học trò không làm ra tiền. Nhưng nếu như em gặp khó khăn, anh nhất định sẽ giúp em. Thật sao? Thật chứ. Em gặp khó khăn gì, em nói đi, anh sẽ giải quyết cho em. Anh không giống như những người đàn ông đó. Họ chỉ tìm đến em để mua vui mà thôi. Anh thương em thật lòng, em hiểu điều đó mà. Khó khăn của em cũng là khó khăn của anh. Khó khăn của em là gì? Tại sao anh không thể biết? Em nói cho anh biết đi mà. Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho anh nghe.
Đủ số tiền thì họ sẽ bán căn nhà cho người khác. Anh hai đã dành dụm biết bao nhiêu năm mới có được một số tiền lớn như vậy, chỉ còn thiếu một phần thôi, em nhất định phải gom cho đủ. Em nhất định không thể để dụ mất cơ hội này, cho nên mới đi vay nặng lãi. Mà anh cũng biết rồi đó, cát xê của em cao lắm thì cũng chỉ đủ để chi trả những chi phí hàng ngày trong cuộc sống thôi. Để có tiền trả nợ, em buộc phải dựa dẫm vào những người đàn ông đó. Không được, dứt khoát không được. Anh không thể để những bàn tay nhấp nhúa đó chạm vào em được. Chí Kiên, em biết là anh thương em thiệt tình, em cũng không có muốn mất đi tình cảm này đâu. Nhưng mà nếu như anh cứ cố tình làm kỳ đà cản mũi, cứ làm phá chuyện của em thì chúng ta chia tay đó. Lan Chi, chúng ta không thể kết thúc được. Không được, không được, anh không thể sống tiếp em được. Lan Chi, vậy thì làm sao đây? Tôi đã nói rõ ràng nãy giờ rồi mà, anh đừng có lằng nhằng nữa. Lan Chi, số nợ của em cứ để anh lo. Anh lo? Anh lo làm sao? Anh lo bằng cách nào? Gom hết tiền ăn học mấy tháng của anh cũng không đủ nữa đó. Em cứ tin ở anh, anh nói được là làm được. Con sơ ý bị té cầu thang thôi, không sao đâu bà nội. Cái gì mà không sao? Chị Bình à. Chị Bình ơi. Dạ. Con ơi, con ơi. Dạ, nội kêu con. Ủa, anh hai về hồi nào vậy? Tôi đi xuống dưới luộc cái trứng gà đem lẻ lên cho nội, để nội lăn cho hết cái bầm cho anh hai nè. Đi nhanh lên. Nội, con đã nói là không cần mà. Đừng có cãi nội. Dạ. Rồi sao đứng đó làm gì không đi lẻ lên, đi. Dạ, dạ, dạ. Đau không con? Con nói thiệt với nội đi, đứa nào đánh con? Phải có đứa đánh con, còn thôi đứa nào ăn hiếp con? Dạ không. Con nói nội đi. Bây giờ nội cho thằng Chí Bình nó lên trển, nó giận cho tụi nó một trận. Thằng Chí Bình nó có học võ mà. Anh con Hương Thảo dạy nó, nghe nói là nó cũng được lắm đó. Nếu mà một đứa không đủ, nội kêu luôn thằng Nghĩa, anh con Hương Thảo, nó thầy dạy võ đó con. Hai đứa theo bảo vệ con, vậy mới chắc ăn ha. Trời ơi, nội ơi là nội, con đã nói chỉ là té cầu thang thôi mà, nội làm gì dữ vậy? Ủa, mà sao con mới đi mà con về liền vậy? À, nhà trường kêu con đóng tiền học nên con về xin nội, lên đóng cho kịp. Cái gì? Trời ơi, đóng tiền gì mà gấp gáp vậy? Mà nội nhớ là đợt trước là nội đã đóng cho con rồi, thường bao giờ con cũng báo trước cả tháng. Sao kỳ này biểu đóng liền không kịp trở tay vậy? Dạ nội, xe con bị hư thắng nên con phải đưa xe vô gara để sửa chữa. Không ngờ xe hư nặng quá, con phải bỏ hết tiền học phí vô để trả cho người ta. Học hành lu bu nên còn quên mất không nói với nội. Vừa mới vô trường nghe nói sắp hết thời gian đóng tiền nên con mới lật đật về đây đó chứ. Trời đất ơi, tội quá vậy. Mà cái thằng này thiệt, còn trẻ mà sao quên trước quên sau vậy con? Hả?
lần này đóng nhiêu? À, nội, tiền lần này đóng hơi nhiều một chút. Tại... Đà bao nhiêu? Hả? Cái gì? Sao lần này đóng tiền nhiều dữ vậy? Nội, đâu có nhiều đâu nội. Con học trường lớn ở Sài Gòn, mai mốt con làm ông này ông nọ, để nội còn mát mặt với người ta. Dù đó tiền có xá gì đâu, phải không nội? Nhưng mà sao lần này nội thấy nó hình như nó không có được bình thường á con. Hả? Trời ơi, nội ơi là nội. Không lẽ nhà trường người ta lừa gạt con sao? Thôi được rồi, để ngày mai con sẽ đưa nội lên trên đó. Nội vô trường nội hỏi, nhà trường sẽ giải thích cặn kẽ cho nội đó. Có khi cũng nên như vậy đó. Dạ, thôi được, ngày mai con sẽ đưa nội lên trên đó. Nhà trường giải thích cặn kẽ cho nội xong, rồi con cuốn gói theo nội về quê luôn. Gì vậy? Nội nghe xong rồi nội đóng tiền cho con mà. Nội được thỏa lòng, còn con mặt mũi đâu mà nhìn bạn bè nữa. Ai đời lớn tòng ngồng như vậy rồi, con để cho bà già lụm khủng từ dưới quê lên đóng tiền học cho, tụi nó cười con thúi đầu mất. Con luộc rồi nè bà nội ơi. Đưa đây. Quay qua đây. Trời đất ơi, bữa nay đủ lì ha. Ráng chịu nóng chút nghe con. Để yên. Nóng. Biết là nóng rồi. Ôi trời ơi, ôi. Tội chưa. Coi nè. Thấy tội không nè. Để yên. Nó tới rồi. Sao mày có đem tiền đó cho tao không? Mẹ mày sao có nhiêu đây vậy? Dạ anh. Hả? Anh, em cố gắng hết sức rồi. Anh thông cảm cho em đi. Em đã tán tận lương tâm, lấy hết tiền của em gái em đưa cho anh rồi á. Anh cho em thêm thời gian đi. Em nhất định sẽ trả anh mà. Nhanh. Mày tưởng tao là con nít sao mày tối ngày mày cứ hẹn tới hẹn lui hoài vậy? Tao không đồng ý. Ngày mai tao sẽ bắt em của mày. Anh đừng có ép người ta vô đường cùng nha. Tao ép rồi mày làm gì tao? Nếu anh dám đụng em gái tôi á, tôi sẽ sống chết anh á. Mày dám đánh tao hả? Đập chết mẹ tao. Bí mật dữ vậy. Tên tên. Em thấy sao? Hôm nay bộ là dịp gì đặc biệt hả? Mà sao anh hai chơi sang quá vậy? Có cả rượu nữa nè. Em vô ngồi đi. Ngày mai á, hai anh em mình sẽ đi làm giấy tờ để mua lại căn nhà của ba mẹ. Anh hai mừng quá. Nên hôm nay á, anh hai quyết định sẽ đãi em một chầu ra trò. Toàn là những món ngon không á. Em thấy sao? Em vui lắm anh hai à. Bao nhiêu năm nay
Em không nghĩ là sẽ có một ngày em với anh hai ngồi lại với nhau như vậy. Em cứ tưởng là mình sẽ thù, sẽ ghét anh hai. Thôi mà, anh hai hối hận lắm rồi. Phải, chính vì vậy nên em mới tha thứ cho anh hai đó. Nào, cùng cạn ly ăn mừng. Chúc mừng. À mà đúng rồi anh hai, sao anh không đợi tụi mình nhận nhà xong xuôi hết rồi hẳn tổ chức tiệc ăn mừng, có phải hay hơn không? Ờ, thì tại nôn nóng quá, chứ trước sau gì mình cũng ăn mừng mà em. Vậy là em sắp phải rời xa nơi này rồi. Coi như là hôm nay anh em mình uống rượu để chia tay nơi đã từng gắn bó với em trong suốt mấy năm qua. Anh hai ha. Em muốn bày trí căn nhà y như hồi lúc ba mẹ còn sống, anh thấy sao? Mọi chuyện anh sẽ cho em quyết định hết. Bắt đầu từ ngày mai hai anh em mình sẽ được sống với căn nhà của ba mẹ. Em vui quá. Mà nè, anh hai cũng phải mau cưới vợ đi nha, để có người còn chăm sóc cho anh hai nữa chứ. Chuyện vợ con á thì từ từ tính. Anh muốn dành thời gian để chăm sóc cho em. Phải cái tiền mà em đã dành dụm được trong suốt mấy năm qua cộng với cái tiền bán hết cái số nữ trang này thì cộng với tất cả đủ. Mấy cái nói nợ là này của đâu? Dạ không. Ba nội dần đi dần lại á là phải về Thường Xuyên. Có nhận không? Lệ đa. Lệ. Ông, biết sao không? Nói nè. Anh có tính gì chưa? Anh đã thề với trong linh ba má rồi. Khi nào? Khổ lắm anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.